Xin chào mọi người, mình là Hồng Dũng. Mình vừa lướt trên mạng xã hội Facebook. Không biết các bạn những ngày qua có thấy video thử thách Kicking Challenge của anh Nghiêm Xuân Tú cùng với Coca TV không? Mình nghĩ đây là thử thách khá thú vị. Đây, để mình giới thiệu cho mọi người một chút về chiếc TV này nhé. Thương hiệu Coca TV được thành lập từ năm 2006, luôn nằm trong top 1 thương hiệu Smart TV bán chạy nhất trên Lazada. Năm nay, Coca TV đã trở thành nhà tài trợ chính thức của AFF Suzuki Cup 2020. Gần đây, Coca cho phát hành một siêu phẩm mang tên Coca Super TV và hiện tại mình đang sở hữu nó tại đây. Hãy cùng thử trải nghiệm thử thách của anh Tú trên chiếc TV với màn hình kinh công này nhé. Ở thời điểm hiện tại thì Dũng thấy là mọi người đều đang phải ở nhà chống dịch và gần như không cách nào để có thể ra ngoài tập thể dục thể thao và đặc biệt là chơi bóng ngoài trời. Dũng cũng một lời khuyên cho mọi người là hãy cố gắng duy trì việc tập thể dục thể thao một cách hợp lý và mình tham gia thử thách chơi bóng trong nhà cũng là một cái điều rất là hay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Mọi người bắt đầu lắc hình nhé. Coca Super TV với chiếc màn hình kinh công này thật sự rất tuyệt vời. Mình đã rút rất nhiều lần vào đây nhưng thật sự nó không bị hư hại gì cả. Đúng như câu slogan của hãng, Coca Super TV không thể nào phá vỡ. Các bạn có thấy challenge này thú vị không ạ? Hãy cùng tham gia challenge này với Dũng nhé. Điều đặc biệt khiến Dũng yêu thích những sản phẩm đến từ Coca TV chính là sự kết hợp giữa TV kỹ thuật số và các tính năng thông minh trên nền tảng độc quyền của chiếc TV này, giúp người dùng trở nên thao tác đơn giản hơn. Với khả năng mang tới trải nghiệm mượt mà cùng màn hình kinh công sắc nét và đặc biệt khả năng chống va đập cực mạnh, chúng ta có thể thoải mái thưởng thức những trận bóng cuồng nhiệt, xem phim, chơi game hoặc hát karaoke để giải trí cùng gia đình. Sắp tới đây, Lazada và Coca sẽ tổ chức ngày hội Super Brand Day vào ngày 8 tháng 10. Các bạn hãy tranh thủ thời điểm vàng này để mua những sản phẩm TV đến từ thương hiệu Coca với những ưu đãi hấp dẫn nhé. Đặc biệt, các bạn hãy cùng chờ đón dòng TV siêu phẩm như S6G Pro Max TV sẽ được Coca ra mắt trên hệ thống Lazamon sắp tới. Qua những gì mình chia sẻ, mình nghĩ các bạn cũng có thể dễ dàng quyết định có nên mua TV Coca không rồi nhé. Thời gian này, đội tuyển Việt Nam đang tập luyện rất là miệt mài và chăm chỉ để chuẩn bị những trận đấu tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Mình tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thật tốt để không phụ lòng người hâm mộ. Vậy nên, mọi người hãy cùng Coca và Dũng cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những trận đấu sắp tới, đặc biệt là tại giải đấu AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay nhé. Việt Nam vô địch!